có nhát vô người em á. Ông già này, đi chỗ khác đi, phiền phức quá. À, thôi mình đi nha em. Sáng rồi đi con. Phan, sao vậy? Hôm qua mém chút nữa, bạn gái tôi biết tôi có một bài quét gác nhông đó. Làm cái gì vậy hả? Tôi biết bao nhiêu công việc sạch sẽ ông cũng làm, hả? Nghề nào cũng là nghề mà con. Tôi nói gì hết á? Đồ ăn đều mang đi, tôi không có ăn. Thank you.
chạy đi. Ngày nào cũng là ngày mà con. Nói vậy đó. Quang kêu quang đi. Quang.